nhiều cây đẹp quá. Nhưng mà toàn cây của khách đó. Để trưng bày. Được, cây này hay đấy. Này, người thổi hồn vào đá đây. Đúng không? Cây si của lúc giờ là nó lại thuộc về Hải Dương rồi đúng không? À Thái Bình chứ nhỉ? Không, Thái Bình mang lên đây. Thái Bình mang lên đây. Bán cho ai xe như nào? Cũng nào Thái Bình anh nhỉ? Chiều hôm mới lấy anh ta làm mà anh. Đây, chiều mới lấy anh làm mà. Dễ này, dã man đấy nhỉ? Đây này, cái này là cái xưa là ôm đá rồi đây. Cái viên đá như cái cúp. Xưa ôm đá rồi đây. Gọi là World Cup. Đẹp. Nói chung là mấy cây này thì đừng có hỏi giá, xem thôi. Bây giờ cái tí có cái phượng thì có giá. Đây nhìn yêu rồi, tí tình. Bộ này là nhìn sạch sẽ nhỉ. Ngày xưa là dễ là Tết đấy. Tết nhìn phê. Tết. Ốc sen. Sạch sẽ. Đấy, này Tết để trong nhà để bạn trà ngồi. Đây cây lên ngồi nấu. Kỳ quanh nhà. Lại vào. Đây cái này cũng hay này, xanh si ra. Cây đây cũng hay nhưng mà của người khác. Làm của khách nó cũng đã thiếu cây đề đấy. Tìm được một cây đề mà đẹp. Có rồi, có rồi. Có rồi. Chiều nay có cây đề đẹp ra. À, Bắc à? Bộ sexy đa đề à. Nó cũng bé bé tầm như này. Đặc trưng cho Bắc Bộ. Thế này là bộ này vẫn của anh Tân hay là của ai rồi? Cả bộ này. Của bà ấy rồi. Ôi giời ơi. Chúng mới rồi, về chúng mới rồi. Bay thế, hết rồi. Thế thì ông nào còn gì để mà chơi nữa. À đây là của bác ấy đúng không? Đá của à. Là hôm nay em mang cây đa của em ra đây làm lại cho mượn bây giờ từ Tết giờ. Chỉnh đá chủ cây đã. Đá chủ cái xi đã. Đấy, làm bộ. Anh Hải anh đang muốn mấy cây mini mà bây giờ vào toàn hỏi hết rồi. Hết sạch nhỉ. Buồn đấy. Buồn nhẹ nhẹ. Cái xi kia đẹp đấy. Cái xi kia đẹp. Có chủ hết rồi. Xi này. Đấy cái xi phép quay lại tí mấy hôm nữa không nhìn thấy. Sữa. À, sữa. À. Đấy. Cởi áo. Bỏ ra bây giờ làm thế này đơn giản hơn. Phải làm thế cái này để nó mới ra ẩm, nó mới ra dễ, chứ không có nó chết khô ngay. Tại vì làm thả nước, nếu mà đất ấy là mình trồng cho đất vào luôn thì nó, nhưng mà sau này không chơi được. Si. Đấy, nó mới bệt. Đấy, như ra thế. Nước. Cái ru này nó hay. Hơi to. Cho nó lộ hàng này. Đấy, các bạn cứ gỡ đi quay cái khác. Đây, cái du này hay này. Du rất hay. Em căn rồi, cây mất một tí anh ạ. Tại vì không làm được cao hơn. Cả cây mất một tí. Nói chừng là em nghĩ là cây bên cạnh. Để cho cái tầng đá kia nó nổi lên nhỉ. Du này hả? Tính là tính ra bài để nó rất nghệ thuật. Cái tầng đá này đương nhiên đắp rêu tí. Tưới cho nó chờ cái bệ này ra đẹp. Đất cho tương lai. Rất đẹp. Chui ra ngoài sau nó chui từ các khe này ra. Nó
Ừ, được đấy nhỉ, hòn đá này hay đấy. Đây kiếm viên đá nguyên bản là hòn này là hòn nguyên bản. Đấy, úi xa. Đấy, có cái vườn chơi nhỉ. À nhỉ. Thật nhỉ, có vườn. Kinh khủng. Ừ. Khanh anh chơi cái này. Được. Kiếm một hòn đá này hay đấy. Hòn đá này hợp đấy. Đẹp không? Đẹp. Mà đặc biệt là nó lại là rất thích cái là cái này nhất trí không biết gì mình muốn để cho nó ấy. Này bao giờ nó ra rễ thì mang được về. Ở đây bọn em còn chuyên môn, bọn em còn chăm nó. Còn áo nhỏ đéo biết cây. Anh có cây rất cổ lắm. Cái trang là cái chồng đẹp làm của ông Châu ông mua, nhưng mà bây giờ để nó cái lá nó cứ yếu yếu thì đèo nào. Bên đó. Ở đây. Hello ạ. Mang được đây cho em. Đại thụ chưa? Cái này thì tất nhiên là cái bệ của nó mà nó ngon hơn nữa thì tuyệt vời. Răng riết thì nó dáng dấp thì không phải bàn. Rất đẹp. Ôi, có hai cái du giống nhau. Cái du này cái kia giống nhau. Đấy, mẹ. Làm cái Vinhome để được. Ừ, cái này Vinhome. Chắc phải thế thật. Anh thì nên thế chứ. Che nắng. Xì đấy, đang sốt xì lắm. Đấy, cái đà hôm trước nó còn chưa có. Chưa có lá mà bây giờ nó đã thế này, hôm trước mới sang mà. Đấy, cây đa rất là hay đấy. Cây đa tôi quay một lần rồi ở trên nhà chủ cũ rồi. Quay một lần, cây đa cốt rất hay. Xin phép quay lại. Thay cái chậu hôm trước rồi chậu khác. Cây đa đẹp. Cây đa đẹp. Cây đa rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Đấy. Có được cái cây đa mà cốt đặc này hiếm lắm mà, không có. Không có. Cây đa nó thường là dễ buông các bạn. Chứ còn cốt đặc thì không có. Hiếm. Thật hình luôn. Cái trực kia không hay, xem trực. Ra xem cái cây phượng đậu cá không? Cây phượng đậu cá không? Đấy, cây phượng liền hết cả sẹo. Mỗi tí được. Cây phượng, hoa phượng. Đã mà toàn đồ hiếm. Cái này thì chắc chắn có hoa rồi. Cây xa xăm kìa. Nhìn khó chịu. Đấy, nhìn lại rất khó chịu cây này nhỉ. Thế ông chả gọi nhớ gì cả. Được, kiếm một viên đá rất hay. Bán bao
phượng trên đất Nhật rồi đây. U biếu rất tự nhiên, tự nhiên đó. Nó líp sẹo, líp hết rồi. Anh về đây. Anh vào uống nước ra. Đẹp quá. Thôi, mình cũng chỉ xem thế, yên cơ thôi.